Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng mọi người trở lại với channel của Đề Can Bình Dương. Và hôm nay thì mình tiếp tục bàn đến cho anh em một con CRV phiên bản vừa đập hộp 2024. Tới shop và làm đâu đó tầm 10 món đồ cần thiết cho xe mới. Một trong những thứ cần thiết nhất khi mua xe mới đó là hoặc là ceramic hoặc là PPF bảo vệ nước sơn zin. Và bên shop thì ưu tiên phương án đó là PPF nha mọi người. Thì hầu như tất cả các con xe mà mình làm thì rất là nhiều rồi, nhưng mà quay lại với đường đua YouTube thì hôm nay mình xin phép tiếp tục đến anh em một con CRV với phiên bản 2024 Warp full xe PPF bảo vệ nước sơn zin. Một trong những cái bước mà quan trọng nhất, hoàn hảo nhất là đánh bóng, xử lý bề mặt sơn. Thì xe này lấy đâu đó được gần 1 tháng rồi, cho nên là chạy ngoài đường, tác động ở môi trường nên nó bị xước dăm và bị nhựa đường dính lên rất nhiều. Và trước khi làm PPF thì đây là công đoạn quan trọng nhất. PPF hiện tại trên thị trường nó rất nhiều dòng, cực kỳ nhiều dòng. Nói về thị trường PPF hiện tại, có một sự thật đó là nó bị loạn single luôn. Ai cũng nói sản phẩm này tốt, nhưng mà thật sự để mà chứng minh được một sản phẩm tốt thì một yếu tố quan trọng nhất là yếu tố thời gian. Thì trong 4 năm vừa rồi thì shop sử dụng PPF nhà AI phim rất là nhiều. Cho nên là sau cái khoảng thời gian tầm 3-4 năm vừa qua thì mình chứng minh được PPF AI phim vẫn là một sự lựa chọn số 1 hiện tại tại shop nha mọi người. Đây, đây là AI phim ở đang làm. Thì phương án sử dụng đến con này là vẫn là phương án cắt thủ công nha mọi người. Bởi vì tại sao? Bởi vì con này xe màu trắng. Xe màu trắng thì có một đặc điểm là nếu mà cắt CNC á, cắt máy á, thì nó hầu như là cắt mí nó lòi ở phía ngoài này. Hầu như là cắt máy thì mình sẽ chừa ra tầm 1 đến 2 ly nằm phía ngoài. Thì đến cái câu chuyện là đến một thời gian này nó bị bụi nó bám vào là rất dễ thấy. Thay vì xe màu đen không thấy được thì như xe màu trắng thì mình sẽ thấy được. Thì đối với phương án cắt thủ công như thế này này, quay lại đây. Thì hầu như những cái mí như thế này thì mình sẽ cắt ra tầm này để mình gấp mí vào bên trong giống như dán đội màu ấy nha mọi người, em vậy. Thì thành ra cái mí nó mình dán xong thì lúc dán xong thì gọi là dán như chưa dán. Ngoài ra xe này thì lên hầu như là khu một số đồ chơi giống như đây. Một bộ Opel Brembo màu đỏ này. Con này thì yêu cầu sơn bơm màu đen nha mọi người. Sơn bơm đen mình tháo mình nhìn sơn rồi. Và lắp một bộ Opel Brembo màu đỏ. Thì cái phần này thì nó tăng cái độ cứng cho dàn chân thôi, chứ nó không có một tác dụng gì cả. Tác dụng là tăng độ cứng và tăng độ đẹp cho dàn chân nha mọi người. Thì chiều chút nữa thì mình lắp bơm đen vào, mọi người sẽ thấy sự khác biệt giữa bơm bạc với bơm đen nó sẽ là như thế nào. Tiếp đến con này một bộ phận không thể thiếu để lái xe an toàn nhất, đó là Vietmap M1 nha mọi người. Camera hành trình cảnh báo Vietmap M1. Thì con này nó full tính năng này, full tính năng bao gồm đọc cảnh báo tốc độ này, cảnh báo biển báo này, rồi dứt đường, tất cả mọi thứ là nằm trên con Vietmap M1 này. Hiện tại nó là trùm hàng chính hãng của Vietmap nha mọi người. Đó, nó sẽ bao gồm camera trước, camera sau. Ngoài ra tiếp đến một món mà không thể thiếu đối với xe mới. Thay vì trước đây thì mình sẽ thay một cái màn hình Android, thì hiện tại tất cả các màn hình hiện tại thì mình sẽ thay vào đó một cục Android Bot. Đây, con này còn BS10 nhưng mà phiên bản nó bao gồm rất nhiều phiên bản này. Nó sẽ bao gồm phiên bản 464GB là phiên bản thấp nhất, phiên bản thứ hai là phiên bản 6GB, 128GB là phiên bản tầm trung, và phiên bản cao cấp nhất của con này đang sử dụng nó phiên bản 8 128GB nha mọi người. Thì phiên bản này thì cấu hình nó cao thì dẫn đến mình xài nó mượt, và tất cả các tính năng giống như là định vị xe này, rồi Vietmap Line, tất cả mọi thứ nằm thế này. Và một đặc điểm nữa của con BS10 này đó là nó sẽ miễn phí free data 3 tháng nha mọi người. Miễn phí data 3 tháng. Sau đó mọi người nếu mà cảm thấy cái sim này nó ổn thì mình có thể là gia hạn 1 năm trên cái sim Viettel. Ok. Tiếp đến một bộ phận mà nó giải quyết cái sự nhàm chán trong nội thất đối với dòng CRV. CRV thì hầu như bữa giờ mình tiếp xúc với tất cả các anh chú á thì hầu như là trung tuổi. Và có một ý kiến đó là đối với dòng CRV 2024 này thì về ngoại thất, về form dáng là thay đổi một cách 360 độ. Nó tệ quá, hầu như là 18 tuổi thì không phải bàn rồi. Nhưng mà cái nội thất của CRV nó vẫn rất là cũ kỹ và rất là cảm giác nó rất nhàm chán trong ngồi xe. Thì một cái phương án mà mình bây giờ mình làm mấy con cho CRV đó là thay cho nội thất bằng một bộ LED nội thất riêng cho nó luôn. Đây mọi người, LED mà mình sử dụng cho bộ CRV đó là LED SK Luxury. Thì bộ này nó bao gồm 34 chi tiết nha mọi người. Đầu tiên mình review này. Đây, cái này là trước đây mình có làm một con CRV rồi. Cái này là bộ thanh con ngựa này, thanh con ngựa. Rồi, tiếp đến này là bộ loa nha mọi người. Loa. Đây, bộ loa. Cái này mình chỉ quay sản phẩm một chút rồi mình quay thanh phẩm 6 nha. Rồi tiếp đến cái LED hàng này thì nó có một đặc điểm, đó là xe nào mình làm xe đó giá nó không rẻ đâu ạ. Giá nó thi công đến ví dụ CRV 2020 này thì mình làm sao thì mình nói vậy nha. Giá một bộ mà thi công 34 chi tiết này đối với CRV 2024 thì nó là 20 triệu nha mọi người. Bộ LED này 20 triệu đấy, nhưng mà tiền nào của đó thôi, yên tâm.
sản phẩm này là cực đỉnh luôn, siêu đỉnh. Đấy nha mọi người, cái một trong những cái đặc điểm quan trọng nhất là nó thay bằng cái này này. Đây, mình lấy tắp ly cho mọi người xem. Đây này, này xem luôn. Cái bộ led này nha mọi người, bộ led này thì thay vì như này miếng gỗ thì mình sẽ thay vào đây một cái led. Cái thanh led này chút là nó thay vào đây. Và tất cả là làm bằng dắt như zin luôn. Không có chế cháo, không có đục phết gì nha mọi người, chỉ cần tháo cái này ra bỏ vào lắc dắt vào xong là nó sáng led lên thôi. Ok. Và ngoài ra thì cái bổ này thì nó sẽ bao gồm cái loa này này, rồi cái logo CRV này nó sáng lên luôn nha mọi người. Rồi tiếp đến nữa, rồi mấy cái led trong này, với led trong hốc tay là có hết. Tức là mình sẽ làm sau. Toàn bộ thì nó sẽ bằng dắt nối 100% nha mọi người. Dắt hết, tất cả mọi người bằng dắt hết, thật là xỉn luôn. Đấy, yên tâm, về điện đóm thì nó sẽ bằng dắt nối. Mà ngoài ra bộ công tắc này, nó làm rất xỉn luôn. Bao xỉn. Cái này gắn vào chút là mình sẽ review tiếp cái chỗ gắn cái bộ công tắc này. Tất cả, rồi cái này là bộ loa dạ giống như mẹt đấy mọi người. Như mẹt thì thay vì hai miếng nhựa phía trên cửa, bữa trước mình có làm một con rồi. Nói chung về bộ led này thì nó không có gì phải bàn cả, tất cả đều có relay, có bằng dắt nối hết 100% dàn Z. Thì về led nội thất thì bên mình hầu như là mình sử dụng cái phương án gọi là xe nào mình làm xe đó. Đối với dòng này thì xe nào làm xe đó nha, xe nào thì nó sẽ có riêng xe đó, cho nên mọi người yên tâm. Và một trong những cái món đồ mà không thể thiếu cho xe hơi từ xe mới đến xe cũ đó là phim cách nhiệt nha mọi người. Đây thì con này thì chủ xe chọn gói phim của xe Mark Hàn Quốc. Phim này thì mình làm rất nhiều, tóm lại là mình giống như thuộc là đại sứ thương hiệu tại Bình Dương của xe Mark Hàn Quốc á. Phim này thì nó cho cái độ tốc đạt nhiệt tới 92%. Dòng SUV này thì nó 10.200.000 nha mọi người. Mà kiếng lái thì mình sẽ sử dụng mã Mark 50. Còn tất cả các cái mã kiếng sườn, kiếng hậu và cửa sổ trời thì mình sẽ sử dụng mã Mark 10 cho chủ xe. Và tiếp đến thì giới thiệu đến mọi người một cái hạng mục mà anh em nhà hay có trẻ con á, hay có trẻ con. Chuyên mục giải trí để cho trẻ con ngồi ghế sau ngồi im. Đó là một cái hạng mục có mang tên đó là màn hình cho ghế sau nhà mọi người. Thì cái này thì bên mình vẫn là một cái lắp đặt bình thường. Ở đây, tất cả mọi dòng xe nha mọi người. Đây, thì bây giờ mình tiến hành quá trình lắp đặt. Màn hình này đó là 10.3 inch, rất bự và rất đẹp. Thì nó như một cái Android thôi. Thì cái gì xài cái đó, hay là YouTube này, rồi music, tất cả mọi thứ. Thì trẻ con nó ngồi phía sau hoặc là người ngồi phía sau thì muốn giải trí thì bấm này mình xem. Rất tiền và rất đẹp luôn này. Quay đi, rất đẹp, cực kỳ đẹp. Và cuối cùng thì sản phẩm CRV 2024 đã hoàn thiện sau khi 3 ngày thi công nha mọi người. Thì đây là một tổng thể của con CRV mình vừa hoàn thiện xong. Mọi người cùng tham khảo nha. Bên ngoài toàn bộ được dán PPF này. PPF full dàn áo bảo vệ nước sơn zin, kết hợp với đèn hầu và đèn khói nha mọi người, kết hợp đèn hầu và đèn khói. Tiếp đến cái bộ phận nóc và bộ phận tay nắm. Ở nóc và phần tay nắm gương tấm nhám màu đen. Và một cái mà mình có thể nói là chủ xe ưng ý nhất lúc sáng chủ xe có xuống thăm bọn mình làm, thì đây một con xe CRV màu trắng mà với phiên bản bấm màu bạc thì nó nhìn nó cực kỳ yếu luôn, nó yếu đến mức lạ thường luôn. Và sau khi mà mình tư vấn mình chơi một bộ bấm màu đen kết hợp với bộ bấm heo màu đỏ, cảm giác cái dàn chân nó sẽ trở thành mưa điện luôn, là đúng không mọi người? Đó là về phần bề ngoài. Thì con này không làm gì nhiều, con này thì về phần bề ngoài chỉ sơn bấm này, rồi gắn ốp heo, rồi dán đèn hầu đèn khói và toàn bộ là phim cách nhiệt nha mọi người. Mà này là mã mát 10 này, chủ xe này thì mát này mát 20 nha mọi người, mát 20, cái này mát 10 và kính lái thì mát 50. Thì cái này về phim cách nhiệt thì mình nói quá nhiều về phim xe Mark Hàn Quốc rồi. Trong cái giá tầm vừa phải thì xe Mark Hàn Quốc vẫn là một sự lựa chọn giống như là rất đỉnh cao về chống nóng và cách nhiệt cho xe hơi nha mọi người. Đó là phần về phần bên ngoài. Con này nội thất nó làm rất nhiều, một bộ led nội thất riêng cho CRV 2024. Và xe này thì mình làm đến xe thứ 3 rồi, nhưng mà clip mình chưa kịp lên nha mọi người, chưa kịp lên. Thì có trên YouTube mới có thôi, còn trên các nền tảng khác thì chưa có. Thì con này thì sẵn để mình quay luôn. Thì tất cả mọi cái phần trong bộ nội thất này nó gồm 34 chi tiết, cho nên là tạo lên một cái sự sang trọng nhất định cho chủ xe ngồi trong chiếc xe này. Thứ hai nữa, một bộ phận quan trọng nhất để biến cái màn hình zin thành một cái màn hình Android Bot, đó là cái này. Đây, cái này thì chủ xe yêu cầu lắp một bộ nào cấu hình cao nhất á. Mà cấu hình cao nhất hiện tại thì bình chọn cho chủ xe là Vietmap BS10 với cấu hình nó là 8128GB. Cấu hình này là cao nhất trong cái hệ Android Bot 10. Cái này thì mình chỉ cắm vào như zin thôi, cắm vào thì nó sẽ biến thành một cái màn hình Android Bot bình thường. Thì cái bộ led nội thất này thì nó còn ngoài cái công tắc nằm đây nha mọi người. Đây, em quay lại đây. Công tắc thì nó thiết kế giống như CRV chỗ này nó đang thiếu á. Thì bên công ty led đang nghiên cứu ra một cái công tắc giống như zin nằm đây, có ký hiệu có chữ rõ ràng nha, tắt mở lại bình thường, chế độ nào này bình thường. Ngoài ra thì nó sử dụng bằng một cái app nữa đây,
À có thể như này. Nó toàn là tiếng Anh không à? Mấy trăm chế độ à? Thích bấm gì bấm đó vậy ha. Đó. Đó. Auto này. Auto nó sáng từ từ. Single color. Flat. Nháy liên tục luôn. Nói chung là mấy cái này tùy theo nhu cầu nhé mọi người. Mọi người thích cái gì thì mọi người có thể bấm bằng app hoặc là bấm bằng công tắc. Vậy thôi xong. Nói về Android Robot trên thị trường thì hiện tại thì shop đang phân phối hai dòng, đó là dòng của Jetech và dòng Vietmap nha mọi người. Nhưng mà đối với những con xe của Honda thì mình lại ưu tiên những cái con Vietmap hơn, bởi vì cấu hình nó sẽ phù hợp với xe Honda rất là nhiều. Nó tạo cho người dùng cảm giác rất là mượt đến cái màn hình zin nha mọi người. Thì tất cả nó nhưng có những yêu cầu tính năng giống như là sử dụng như một con Android Robot này. Sau đó thì hoặc tiếp đến là nó sẽ sử dụng bằng giọng nói nha mọi người, sử dụng ra lệnh bằng giọng nói luôn. Thứ hai là nó tăng Vietmap Live luôn đó. Tiếp đến một bộ phần không thể thiếu trong cái việc là lái xe an toàn, đó là một bộ phần camera hành trình và Vietmap. Thì con này thì sử dụng Vietmap M1 trước sau luôn nha mọi người. Ngoài ra thì trong phút chót thì anh Du có tâm sự với mình là nhà có đứa con và mong muốn là ngồi sau thì nó sẽ xem được màn hình. Thì đây thì nó như một cái Android thôi. Thích cái gì xài cái đó. Hay là YouTube này, rồi music, tất cả mọi thứ thì trẻ có nó ngồi phía sau hoặc là người ngồi phía sau thì muốn giải trí thì bấm này mình xem. Rất rất tiện và rất đẹp luôn này. Ngoài ra để cho sạch sẽ hơn và định cao nhất thì đây. Tụi trẻ làm thêm một bộ lót sàn bát 20. Cái này thì mình làm quá nhiều rồi nha mọi người. Xe nào mình cũng làm hết đó. Bởi vì nó sạch, giá cả nó hợp lý, không ngấm nước. Và được cái là nó không mùi theo thời gian, cứ vậy mình xài ha. Thì một trong những hàng mục mình hay làm nhất nữa đó là cái này. Em quay lên đây đi. Cái tần ni lông này nha mọi người. Thì cái này thì nó rất rẻ và nó lại có một công dụng rất chi là cao. Đó là nó sạch. Nhà mà có con nít nha mọi người, hay là mình hay tay dơ cái này này, tất cả mọi thứ là hầu như là bọc tần ni lông là nó sạch nhất nha, sạch nhất. Vừa rồi thì mình vừa review qua một con CRV làm hầu như là phun hàng mục tại shop. Và trong thời gian tới thì thật sự là một lần nữa thì cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn là mọi người luôn đồng hành cùng em và cùng shop thì cảm ơn trong thời gian qua. Và một lần nữa thì trong thời gian tiếp theo thì mong muốn của em là vẫn nhận được sự đồng hành của tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở một con xe khác ạ.